Bản tin tối ngày 16 tháng 12 Israel đột kích các trường học được Hamas sử dụng làm căn cứ ở Gaza Hamas phóng loạt rocket vào Jerusalem, hệ thống vòng sắt được kích hoạt Iran tuyên bố xử tử điệp viên thuộc cơ quan tình báo Mossad của Israel Mỹ nói Israel sẽ chuyển sang giai đoạn mới của chiến tranh nhắm mục tiêu chính xác vào giới lãnh đạo Hamas Vụ nổ vang dội khắp Donetsk Ukraine bắn ít nhất 10 quả đạn từ hệ thống tên lửa phóng loạt. Ukraine tố tác chiến điện tử của Nga tạo tên lửa han giả mạo để lừa không quân của nước này. Phần Lan cho phép Mỹ đặt căn cứ và cơ sở quân sự ở 15 vùng lãnh thổ của đất nước. Mỹ duyệt gói thiết bị quân sự mới cho Đài Loan, bất chấp Trung Quốc phản đối. Tin tại Việt Nam, Cầu Long Đại, thành phố Thủ Đức được thông xe sau 6 năm xây dựng. Trước đi đường vòng mất 10 km, nay chỉ còn 500 m. Ý kiến, người dân không nên đốt tiền cho dịch vụ tầm soát đột quỵ. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tối ngày 16 tháng 12 của DKN. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Buôn Ma Thuột. Cà phê đông minh rang xay mộc, robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Mở đầu là một số thông tin về điểm nóng Trung Đông. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, lữ đoàn thiết giáp số 401 và đơn vị biệt kích Sayetet 13 của Hải quân Israel đã đột kích vào hai trường học trên phố Riman của Gaza, nơi các thành viên Hamas đang ẩn náu. IDF đã tiêu diệt một số tay súng Hamas trong khu vực này. Các thành viên còn lại ẩn nấp bên trong trường học đã phải đầu hàng. Trong khi đó, một cánh quân khác là lữ đoàn Kiriyati đã đột kích vào một số căn hộ ở Khan Yunis, phía nam Gaza. IDF cho biết đã tìm thấy nhiều vũ khí và đường hầm được các đặc vụ sử dụng tại đây. Ngoài ra, IDF còn cho biết, lữ đoàn 551 đã xác định được chuyển động đáng ngờ trên nóc của một tòa nhà ở khu vực Jabalia, nơi trước đó các tay súng Hamas đã nhắm vào họ. IDF đã chỉ đạo không kích ngay lập tức vào tòa nhà, đồng thời công bố đoạn phim về cuộc tấn công. Tin tiếp theo Báo Tham Sập Israel đưa tin, còi báo động đã vang lên vào chiều tối ngày 15 tháng 12 ở Jerusalem và một số thành phố lên cận. Những tiếng nổ lớn phát ra ở trung tâm Jerusalem. Hệ thống phòng không Iron Dome hay vòng sắt của Israel đã được kích hoạt để đánh chặn rocket. Một số tên lửa bắn từ Gaza đã bị chặn ở khu vực Jerusalem và Beit Shemesh trong đợt tấn công đầu tiên vào thủ đô sau hơn một tháng xung đột. Các nhân chứng cho biết, có ít nhất 3 quả bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome, trong khi các báo cáo sau đó cho biết có tổng cộng 6 lần đánh chặn. Nhân chứng Megan David Adam đã cho biết một tên lửa đã rơi xuống bãi đất trống ở khu vực BX CMS, nơi có các chuồng gà bị hư hại. Mảnh đạn rơi còn trúng vào dây điện cao thế, Lữ đoàn An Qasam, cánh vũ trang của lực lượng Hamas, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này sau khi đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một trong những quả tên lửa rơi xuống gần một bệnh viện ở thành phố Ramallah của Palestine ở bờ Tây, ngay phía bắc của Jerusalem. Liên quan đến tình hình thương vong của cuộc chiến, vào ngày 15 tháng 12 vừa qua, IDF thông báo lực lượng của họ hoạt động ở Gaza đã tìm được thi thể của hai binh sĩ và một con tin dân sự bị phiến quân Hamas bắt giữ vào ngày 7 tháng 10. Quân đội Israel cũng thông báo về cái chết của thêm 3 binh sĩ khi giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở giải Gaza, đẩy số binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công trên bộ chống lại Hamas lên 119 người. Chuyển đến một tin nóng đáng chú ý. Hãng thông tấn chính thức Irna đưa tin một nhân viên cơ quan tình báo sát của Israel đã bị hành quyết vào ngày 16 tháng 12 tại tỉnh Sistan, Baluchistan, phía đông nam của Iran. Irena tuyên bố người này đã liên lạc với các cơ quan nước ngoài, đặc biệt là Mossad, thu thập thông tin mật và có sự tham gia của các cộng sự cung cấp tài liệu cho các cơ quan nước ngoài, bao gồm cả Mossad. Hãng Irena không nêu tên nhân viên này. Hãng thông tấn này cho biết người này đã giao thông tin mật cho một sĩ quan của Mossad với mục đích tuyên truyền cho các nhóm và tổ chức chống lại Cộng hòa Hồi giáo. Trang tin này không cho biết việc bàn giao đã diễn ra ở đâu. Theo hãng thông tấn Reuters, không rõ người này bị bắt khi nào, nhưng trang tin Iruna cho biết đơn kháng cáo đã bị từ chối. Vụ hành quyết diễn ra tại nhà tù Jahedan ở Sistan, Baluchestan, một ngày sau khi phiến quân Baluch tấn công một đồn cảnh sát trong tỉnh, giết chết 11 nhân viên an ninh và làm bị thương một số người khác. Theo truyền hình nhà nước Iran, một lễ tang cấp nhà nước đã được tổ chức vào hôm nay cho những người đàn ông ở thị trấn Rask, nơi xảy ra vụ tấn công. Hai chiến binh của nhóm jaish an cũng thiệt mạng trong các cuộc đụng độ sau đó. Tỉnh Sistan-Baluchistan nghèo khó, giáp biên giới Afghanistan và Pakistan từ lâu đã là nơi xảy ra các cuộc đụng độ thường xuyên giữa lực lượng an ninh và phiến quân Sunni. Dân số của tỉnh chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni, trong khi hầu hết người Iran là người Shiite. Tin tiếp theo Theo truyền thông Mỹ CNN, Hôm 15 tháng 12, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã cho biết, Israel sẽ chuyển sang một giai đoạn khác của cuộc chiến, tập trung vào những cách thức chính xác hơn nhắm vào giới lãnh đạo của Hamas. Tại cuộc họp báo ở Tel Aviv, trước khi công du bờ Tây, ông Sullivan đã lưu ý rằng Mỹ muốn thấy kết quả từ ý định của Israel nhằm tránh thương vong cho dân thường ở Gaza. Theo vị quan chức này, chính quyền Palestine cần được cải tiến và hồi sinh, báo hiệu tầm nhìn của Washington đối với Gaza sau chiến tranh. Chuyển đến phần thông tin liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Văn phòng đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung của lệnh ngừng bắn JCCC đã báo cáo trên mạng Telegram rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 10 quả tên lửa từ hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS vào quận Kyivsky của thành phố Donetsk, hiện do Nga chiếm đóng. Được biết, vụ pháo kích được ghi nhận theo hướng khu định cư Kakloka, thành phố Donetsk, vùng Kyivsky. Kết quả là 10 tên lửa đã được bắn đi. Hiện tại, thông tin chi tiết về loại MLRS được sử dụng và hậu quả của vụ pháo kích vẫn chưa được nêu rõ. Ngoài ra, Văn phòng đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tại JCCC cho biết thêm, 2 phút trước khi xảy ra vụ việc, phía Ukraine cũng đã pháo kích vào khu vực này, sử dụng thêm 10 quả đạn pháo. Trước đó có thông tin cho rằng, trong đêm 15 dạng sáng 16 tháng 12, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 9 tên lửa từ hệ thống MLRS vào quận Budenovsky của Donetsk. Trong khi đó, tại ký, các nhân chứng đã nói với AVA Pro rằng một vụ nổ mạnh đã xảy ra gần sân bay Julius Ani. Nguồn tin này cho biết những tiếng nổ mạnh đến mức có thể nghe thấy ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố. Ngoài thông báo này, người dân thủ đô còn được thông báo về vụ nổ thứ hai xảy ra ở một khu vực khác của thành phố. Thông tin chi tiết về vụ nổ thứ hai và vị trí chính xác của nó vào lúc này vẫn chưa được nêu rõ. Liên quan đến những sự kiện này, theo nguồn tin chính thức tới người dân, một cảnh báo không kích đã được ban bố trên khắp Ukraine. Ngoài ra, truyền thông Ukraine đồng thời đưa tin về các vụ nổ cũng đã xảy ra ở vùng Chaitomir và ở Starokonstantinov thuộc Khmelnytsky. Trong trường hợp thứ hai, vụ nổ xảy ra gần một sân bay quân sự cách thành phố 5 km về phía đông. Tuy nhiên, thông tin chi tiết vẫn chưa được cập nhật. Tin tiếp theo, Quan chức của Ukraine nói lực lượng Nga đã phát xung điện tử để mô phỏng tên lửa siêu vật âm Kinzhan và gây khó khăn cho lực lượng này. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ionat cho biết vào ngày 15 tháng 12, đối phương sử dụng cả tên lửa thật và mục tiêu giả mạo trong các đòn tập kích. Lực lượng tác chiến điện tử của Nga áp dụng nhiều biện pháp nhằm gây khó khăn cho phòng không Ukraine, trong đó có việc phát hiện ra hàng loạt xung điện tử để khiến radar cảnh giới nhận diện chúng là tên lửa siêu vật âm Kinzhan quan chức của Ukraine nhấn mạnh tên lửa siêu vật âm Kinjahan có tốc độ hơn 7.000 km h khiến các đơn vị phòng không chỉ có vài phút để hành động trước khi quả đạn lao tới đích. Người phát ngôn Ionat còn cho rằng, Nga gần đây sử dụng lượng lớn máy bay không người lái UAV cảm tử kiểu Sahit 136-131 để tập kích Ukraine và năng lực của chúng ngày càng được cải thiện. Nhưng số tên lửa hành trình được khai triển lại giảm xuống, vì Moscow được cho là chưa sẵn sàng tiêu hao lượng lớn vũ khí đắt tiền. Phát biểu được ông Ionat đưa ra khi bình luận về cuộc tập kích bằng tên lửa Kinjahan nhằm vào Ukraine trước đó một ngày. Đây là lần đầu tiên Nga sử dụng tên lửa Kinjahan để tập kích Ukraine sau nhiều tháng chỉ khai hỏa tên lửa hành trình và UAV cảm tử. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vẫn chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, vào ngày 14 tháng 12, phát ngôn viên không quân Ukraine cũng nói rằng một tên lửa Kinjahan được phóng về phía thành phố Starokonstantinip thuộc tỉnh Khmelnytsky, nơi có sân bay quân sự trọng yếu của Ukraine. Ông nói, tên lửa lao xuống khoảng 10 phút sau khi báo động phòng không được phát ra. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hậu quả của đòn đánh. Hãy để đối phương tự rút ra kết luận cơ quan quân sự thủ đô Kyiv sau đó cảnh báo tiêm kích MiG-31K của Nga đã phóng tên lửa Kinzhal về phía thành phố này. Truyền thông Ukraine nói rằng ít nhất 3 tiếng nổ lớn đã vang lên gần sân bay quốc tế Giuliani ở Kyiv, nơi khai triển trận địa tên lửa phòng không Patriot. Ông Ionat tuyên bố những tiếng nổ là do hệ thống phòng không tham chiến, khẳng định quân đội của Ukraine đã bắn rơi một quả đạn của Nga. Chuyển đến một thông tin có liên quan khác. Trang Pro đưa tin, Phần Lan đang chuẩn bị ký một thỏa thuận với Hoa Kỳ cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được đặt trên lãnh thổ của nước này. Thỏa thuận này được gọi là Thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA), quy định việc khai triển quân đội Hoa Kỳ và cơ sở hạ tầng quân sự ở 15 khu vực của Phần Lan, ngoại trừ các khu vực phía đông giáp Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan, Antti Hakkanen, đã nói rằng sẽ không có quân đội Mỹ đồn trú lâu dài hoặc vật tư quân sự ở phía đông Phần Lan. Mục đích của biện pháp này là nhằm bảo đảm an ninh cũng như tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước. Thỏa thuận cũng quy định việc tạo ra các lãnh thổ chuyên biệt cho quân đội Mỹ, nơi sẽ cung cấp cho họ quyền nhập cảnh vào Phần Lan mà không bị kiểm soát và kiểm tra hải quan. Các điều khoản có trong thỏa thuận giữa Phần Lan và Mỹ đang được đàm phán và có thể thay đổi. Lễ ký kết dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới. Trước đó, Phần Lan đã quyết định đóng cửa hoàn toàn trạm kiểm soát ở biên giới với Nga. Chuyển đến một thông tin liên quan đến eo biển Đài Loan. Mỹ tiếp tục công bố gói cung cấp thiết bị quân sự mới cho Đài Loan, bất chấp cảnh báo của Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Reuters, Ngô Giác Đài vào ngày 15 tháng 12 đã thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thỏa thuận bán thiết bị trị giá 300 triệu đô để giúp duy trì hệ thống thông tin chiến thuật của Đài Loan. Đây là khoản hỗ trợ mới nhất của Mỹ dành cho hoạt động phòng thủ của hòn đảo này. Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Ngũ Giác Đài cho biết, thỏa thuận thiết bị mới nhằm hỗ trợ duy trì các khả năng chỉ huy, kiểm soát, liên lạc và máy tính, hay còn gọi là C4 của Đài Loan. Theo cơ quan ngũ giác đài, gói hỗ trợ này sẽ cải thiện khả năng của Đài Loan trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách tăng cường khả năng sẵn sàng hoạt động, đồng thời duy trì các khả năng hiện có của C4 nhằm cung cấp luồng thông tin chiến thuật an toàn, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, thương vụ mới sẽ giúp duy trì tính hiệu quả của các hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến đấu chung, từ đó có thể nâng cao nhận thức trên chiến trường. Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích việc bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan, vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố coi những thỏa thuận như vậy là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Tiếp theo chương trình là phần tin tại Việt Nam. Thưa quý vị, sau 6 năm xây dựng, cầu Long Đại, thành phố Thủ Đức Đại chính thức thông xe vào sáng nay 16 tháng 12. Đường đi từ phường Long Bình sang Long Phước được rút ngắn từ 10 km xuống còn 500 m. Sự hoàn thiện của cây cầu là niềm ao ước của người dân trong suốt bao năm qua. Cầu Long Đại có tổng chiều dài 765 m, rộng 14 m với kinh phí đầu tư gần 354 tỷ đồng. Cầu được bắt đầu xây dựng từ năm 2017, tuy nhiên tạm ngưng một thời gian do gặp vướng mắc về mặt bằng. Đến cuối năm 2022, dự án xây dựng cầu Long Đại mới được làm trở lại. Tiếp tục một vấn đề đang được quan tâm. Thưa quý vị, các ca đột quỵ gia tăng và độ tuổi của những người bị đột quỵ ngày càng trẻ hóa là một thực tế rất đáng báo động ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên theo như điều tra của báo Lao động Hiện tại ở Hà Nội có rất nhiều cơ sở y tế từ tư nhân cho đến công lập đã lợi dụng thực tế này để gieo rắc nỗi sợ hãi, để rồi mời chào khách hàng tham gia các gói tầm soát đột quỵ với giá cao. Các gói tầm soát có giá từ 5 triệu đồng cho đến 65 triệu đồng với rất nhiều dịch vụ. Trong đó nhiều xét nghiệm phức tạp, chi phí tốn kém như chụp MRI, CT thường được chỉ định trong các trường hợp đặc biệt cũng bị lạm dụng để thu phí. Đáng nói là trái với quảng cáo, trao đổi với báo lao động, các bác sĩ tại trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai cho biết, hầu hết các xét nghiệm được tư vấn trong gói khám không có nhiều hiệu quả trong việc phát hiện sớm đột quỵ với người khỏe mạnh. Những dịch vụ như chụp CT, MRI chỉ nên thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, tránh gây tốn kém số tiền lớn cho người bệnh. Tầm soát sức khỏe nói chung là chuyện nên làm, tuy nhiên tầm soát đột quỵ như điều tra của phóng viên báo lao động là không cần thiết và đốt tiền vô ích. Bởi đột quỵ não thường đến đột ngột và không có gì báo trước. Do vậy chuyện chúng ta khám dự phòng đột quỵ não sớm khi không có yếu tố nguy cơ là không được khuyến cáo vì cũng không mang lại hiệu quả gì. Và cách phòng tránh đột quỵ tốt nhất vẫn là sự khoa học, điều độ trong ăn uống, sinh hoạt, lao động, thể thao nhằm hướng đến một cơ thể khỏe mạnh cả thân, tâm và trí. Cách tư vấn chào bán các gói tầm soát đột quỵ như các cơ sở y tế tư và công ở Hà Nội đang làm, đúng như phóng viên báo Lao động đã gọi tên là gieo rắc sợ hãi tô vẽ nguy cơ để moi tiền của người dân một cách vô tội vạ. Điều đáng nói nữa là sự gieo rắc hay tô vẽ như thế này thực tế không chỉ có mỗi ở Hà Nội mà đã xuất hiện ở nhiều cơ sở y tế công và tư khác ở nhiều địa phương trên cả nước. Đây là hành vi và cách làm ăn rất đáng lên án. Một mặt Thanh tra y tế các địa phương cần sớm vào cuộc để kiểm tra, cũng như có những khuyến cáo chi tiết, rộng rãi về các gói tầm soát đột quỵ và nhiều gói tương tự khác để bảo vệ quyền lợi cho người dân, cũng là bảo vệ uy tín cho chính ngành y tế. Trà đạm thủy từ xưa đến nay trà luôn là một thức uống vô cùng quen thuộc, từ những ly trà đá bên vỉa hè cho đến những chén trà nóng trong mỗi gia đình, tất cả đều hòa quyện một nét văn hóa cổ xưa. Cổ nhân rằng quân tử chi giao đạm nhược thủy. Bạn bè thâm giao gặp nhau có thể thân tình, mời một chén trà thanh đạm. Cái tên trà đạm thủy khởi nguồn từ đó. Trà đạm thủy được chế biến từ những nguồn nguyên liệu vô cùng sạch, hoàn toàn tự nhiên, không hóa chất, không phân bón. Trà được hái bằng tay từ những cây trà cổ thụ nằm trong những khu rừng trên núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn quanh năm mây mù bao phủ. Trà có nước vàng óng, vị đậm, hương thơm và ngọt hậu kính mời quý vị cùng thưởng thức trà đạm thủy đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Truy cập gian hàng của chúng tôi bằng cách gõ dkn.tv gạch trà hoặc quét mã QR trên màn hình. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hộp thư contact dkn.tv. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt.